Đây là bài phát thanh xã Trà Phong, huyện Tây Trà. Thầy giáo đam mê sáng tạo, thầy Hồ Anh Quang, giảng viên trường trung học cơ sở Nghĩa Hương, Quảng Ngãi, là người sở hữu khối tài sản đại học khá đô số với 13 bộ đồ dùng đại học được giải thưởng cấp tỉnh và 6 đề tài sáng tạo khoa học kỹ thuật được công nhận sáng tạo khoa học kỹ thuật của sở khoa học kỹ thuật, trong đó có 5 đề tài thuộc lĩnh vực giáo dục. Điều đặc biệt là các công trình sáng tạo của thầy đã sẽ không thành công nếu không có người trợ giúp đắc lực là máy tính và internet. Gần 40 năm gắn bó với nghề giáo là cũng chừng ấy năm, thầy Hồ Anh Quang luôn tìm tòi sáng tạo ra nhiều công cụ hữu ích phục vụ cho công tác dạy và học, với mong muốn học sinh vùng nông thôn cũng được tiếp cận với phương pháp dạy học hiện đại. Thầy Quang luôn mày mò tìm hiểu tài dùng phù hóa những phần mềm dạy học trên máy tính để học sinh của thầy được học tập đầy đủ hơn. Những bản vẽ mau kích thích thị giác, bản phù dạy toán nhỏ gọn nhưng chứa đựng nhiều thông tin, hệ thống đèn báo dạy toán nhanh được sử dụng hiệu quả. Sự hào hứng trong tiết học, một tiết toán khó khăn với những con số công thức biến đổi có thể gây khó dễ cho người đối diện, lại nhận được sự hưởng ứng của học sinh. Em Tô Phan Tấn Phát, học sinh lớp 7E, hào hứng kể, chúng em rất thích tiết toán.